Chuyển sang thông tin tiếp theo, đại diện công an huyện Bến Lức Long An cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Hữu Thoại, 34 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang về hành vi cướp tài sản. Đối tượng đi xe máy từ thành phố Hồ Chí Minh xuống huyện Bến Lức, ghé vào một tiệm vàng, giả vờ mua rồi cướp nhưng bị dân phòng và nhiều người dân hợp sức vây bắt. Trước đó vào lúc 11 giờ 20 phút cùng ngày, Thoại chạy xe máy từ thành phố Hồ Chí Minh đến địa bàn huyện Bến Lức và ghé vào tiệm vàng Bảo Yến ở khu phố 8, thị trấn Bến Lức do bà NTHV quê Quảng Ngãi làm chủ. Tại đây, Thoại hỏi mua một lắc khoảng 3 chỉ vàng loại 24K. Nghe vậy, chủ tiệm vàng lấy vàng ra cho xem và sau đó Thoại đồng ý mua. Tuy nhiên, ngay sau đó, Thoại liền cướp giật lấy số vàng trên tay chủ tiệm vàng bỏ chạy ra ngoài. Chủ tiệm vàng truy hô cướp. Lúc này, anh Hiếu, dân phòng, đang được công an thị trấn Bến Lức phân công xuống địa bàn kiểm tra tình hình tại kho phế liệu. Nghe truy hô, đã nhanh chóng cùng người dân truy đuổi theo tên cướp. Theo đó, anh Hiếu đã quật ngã tên cướp và cùng chủ tiệm vàng, ba người dân khống chế, bắt giữ giao công an huyện xử lý. Vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Bến Lức điều tra làm rõ. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lại Thế Việt, sinh năm 2002, ngụ tại huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng để điều tra về hành vi cướp tài sản. Việt là thủ phạm đã cùng Huỳnh Hải Quang, sinh năm 1986, ngụ thành phố Trà Vinh, sử dụng súng gây ra vụ cướp tiệm vàng Mỹ Trang 3, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành. Vụ nổ súng cướp tiệm vàng gây rúng động. Theo kết quả điều tra, tối 30 tháng 11, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Trà Vinh nhận được tin báo có hai đối tượng, sau này xác định là Quang và Việt, sử dụng súng cướp tiệm vàng tại thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành. Sau khi gây án, hai đối tượng đã lên xe máy tẩu thoát trong đêm. Tên cướp đã bắn nữ chủ tiệm vàng bị thương, cướp đi khoảng 8 lượng vàng. Ngay sau khi xảy ra sự việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra truy bắt nóng thủ phạm gây án. Các đơn vị nghiệp vụ đã chia thành nhiều mũi công tác lần theo dấu vết tội phạm và đón lõng hướng tẩu thoát của các đối tượng. Công an tỉnh cũng đã thông báo ngay cho công an các đơn vị địa bàn giáp danh về đặc điểm, nhận dạng của thủ phạm gây án. Ngay trong đêm, tổ công tác của Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an đã phối hợp với Công an tỉnh Trà Vinh và các đơn vị nghiệp vụ địa phương truy bắt đối tượng đang tẩu thoát về hướng Bến Tre, Tiền Giang. Tổ tuần tra Công an huyện Càng Long phát hiện đối tượng lái xe máy có đặc điểm giống thủ phạm đã gây ra vụ án. Phát hiện lực lượng công an truy bắt đối tượng đang trên đường bỏ trốn đã dùng súng bắn về phía tổ tuần tra. Đối tượng lái xe máy với tốc độ nhanh do không làm chủ tay lái nên đã tự té dẫn đến tử vong tại chỗ. Qua xác minh, đối tượng tử vong là Huỳnh Hải Quang. Đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, từ thông tin của Công an tỉnh Bến Tre về hướng di chuyển của đối tượng, Công an tỉnh Tiền Giang đã triển khai các tổ công tác gồm lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, Công an thành phố Mỹ Tho và Công an huyện Châu Thành tổ chức chốt chặn, tuần tra kiểm soát chặt chẽ trên các tuyến giao thông có khả năng đối tượng di chuyển qua. Khoảng 20 phút sau, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Tiền Giang đang chốt chặn tại ấp Ngãi Lợi, xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, đã phát hiện đối tượng di chuyển trên quốc lộ 1 nên tiến hành khống chế bắt giữ. Đối tượng khai tên là Lại Thế Việt và thừa nhận đã gây ra vụ cướp tiệm vàng tại huyện Châu Thành. Sau khi gây án, Việt thuê xe ôm bỏ trốn từ tỉnh Trà Vinh đến thành phố Hồ Chí Minh. Trên đường tẩu thoát thì bị bắt giữ tại tỉnh Tiền Giang. Trong đêm, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tiền Giang tiến hành bàn giao đối tượng cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Trà Vinh và di lý về Trà Vinh phục vụ công tác điều tra. Quá trình khám nghiệm, cơ quan công an thu giữ 2 khẩu súng và 75 viên đạn chì. Đối tượng Quang đã tử vong nên cơ quan điều tra đã tiến hành các thủ tục cho gia đình nhận lại thi thể và an táng. Riêng bà LTP, sinh năm 1958, nữ chủ tiệm vàng trúng đạn bị thương tích. Sau khi được các bác sĩ phẫu thuật điều trị, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe tạm ổn. Ông GCH, chồng của chủ tiệm vàng cho biết, vợ bị trúng đạn khi cố gắng ngăn cản kẻ cướp tẩu thoát. Gia đình ông H có 3 cửa hàng kinh doanh vàng bạc, vợ chồng ông chịu trách nhiệm kinh doanh cửa tiệm ở thị trấn Châu Thành. 2 cửa tiệm còn lại do con trai và người cháu đứng ra kinh doanh. Ban ngày, tiệm vàng có bảo vệ ngồi trước cửa. Còn thời điểm xảy ra vụ việc đã 18 giờ, cửa tiệm đã nghỉ nên bảo vệ ra về. Theo nhân chứng, thời điểm xảy ra vụ việc có 2 đối tượng đi xe máy dừng trước tiệm vàng, sau này xác định là Việt và Quang. Việt và Quang lái xe máy đến và dừng trước cửa tiệm vàng.
Quang bước vào trong tiệm vàng, còn Việt thì đứng quan sát rồi bước vào sau. Lúc đó ông Hát đang đi bộ bên ngoài thì hàng xóm nhắc nhở, vừa thấy hai thanh niên vào cửa hàng. Ông Hát bước vội về cửa tiệm thì vợ cũng từ trên lầu đi xuống và chứng kiến hai kẻ cướp đang gom trang sức bỏ vào túi ni lông. Vợ chồng bà P bị kẻ cướp đe dọa nếu bỏ chạy sẽ bắn. Sau khi gom vàng vào túi ni lông, Quang và Việt nhanh chóng lao ra ngoài tẩu thoát. Quang đã nổ súng bắn trúng vào người bà P gây thương tích. Theo phòng cảnh sát hình sự, thời điểm Quang được phát hiện tử vong, qua khám nghiệm không tìm thấy số vàng bị cướp. Việt khai nhận là Quang là người đã giữ túi ni lông chứa số vàng đã cướp. Quang lái xe máy chở Việt tẩu thoát được khoảng 8 km thì yêu cầu đối tượng xuống xe và đưa 5 triệu đồng để thuê xe máy trốn đến thành phố Hồ Chí Minh và sẽ liên lạc lại sau, trinh sát cho biết. Việt đồng ý nên đã đi bộ đến khoảng 2 km và thuê xe ôm yêu cầu trở đến thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng thời gian đó, Quang đã lái xe máy đi tìm nơi cất giấu tang vật và thay đồ ngụy trang. Tuy nhiên, Quang đã tử vong nên không ai biết số vàng đã cướp được đang ở đâu. Lần theo dấu vết, trinh sát đặt ra giả thuyết khoảng thời gian này, Quang có thể gửi vàng đã cướp cho người quen hoặc tìm nơi cất giấu. Tuy nhiên, qua kiểm tra và trích xuất camera trên các tuyến đường đối tượng tẩu thoát, không phát hiện dấu hiệu bất thường. Kiểm tra điện thoại của đối tượng cũng không phát hiện phát sinh cuộc gọi mới sau khi gây ra vụ cướp. Các điều tra viên và trinh sát tập trung phân tích những nơi đối tượng có thể cất giấu tang vật khi đang trên đường tẩu thoát. Nhiều trinh sát chia làm nhiều các mũi khẩn trương tìm kiếm, lần theo các dấu vết nghi vấn. Đến sáng mùng 2 tháng 12, một trinh sát tìm đến khu vực kênh, đoạn thuộc ấp Đầu Rồng B, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, phát hiện khu vực này có dấu hiệu nghi vấn nên kiểm tra. Lần theo dấu bước chân, trinh sát bất ngờ thấy túi ni lông màu đen nằm trên bụi cây và đã tìm thấy số vàng tang vật trong vụ cướp. Cựu sinh viên đi cướp tiệm vàng do nợ nần. Theo cơ quan điều tra, bước đầu Việt khai nhận bản thân từng là sinh viên đại học tại Hà Nội, nhưng do nợ nần đối tượng đã nghỉ học. 9 ngày trước khi gây ra vụ cướp, Việt quen biết với Quang qua mạng xã hội. Sau nhiều lần trò chuyện, Quang rủ Việt đến Trà Vinh để kiếm việc làm. Ngày 6 tháng 11, Việt đi xe khách đến Trà Vinh, cả hai chưa bàn bạc kế hoạch cướp tài sản. Vì vậy, Việt quay lại thành phố Hồ Chí Minh để chờ tin của Quang. Sáng 30 tháng 11, Quang yêu cầu Việt đến Trà Vinh để cùng đi cướp tài sản. Trưa cùng ngày, Việt đến Trà Vinh và gặp Quang bàn bạc kế hoạch. Quang đưa cho Việt một khẩu súng và giữ một khẩu súng dạng súng rulo bắn đạn chì. Chiều cùng ngày, Quang lái xe máy chở Việt chạy dọc các tuyến đường với mục đích tìm sơ hở của người dân để cướp tài sản. Cả hai đến trước tiệm vàng Mỹ Trang 3 thì dừng lại. Quang yêu cầu Việt canh đường và dặn nếu bị hại chống trả thì bắn. Quang vào tiệm vàng trước và dùng vật cứng đập bể kính tủ tiệm vàng. Cả hai lấy trang sức bỏ vào túi ni lông. Trước khi bỏ trốn, Quang đã nổ súng gây thương tích cho chủ tiệm vàng. Trên đường tẩu thoát, đối tượng đưa cho Việt số tiền 5 triệu đồng và yêu cầu thuê xe máy bỏ trốn đến thành phố Hồ Chí Minh. Việt nghe theo và bị bắt trên đường bỏ trốn đến địa phận tỉnh Tiền Giang. Quang tẩu thoát về phía cầu Cổ Chiên. Do không làm chủ tay lái nên đã tự té ngã dẫn đến tử vong. Từ lời khai của đối tượng, trưa mùng 2 tháng 12, cơ quan công an đã tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, phát hiện túi ni lông màu đen bên trong chứa nhiều trang sức bằng vàng được cất giấu trong bụi cây cặp con kênh đoạn thuộc ấp Đầu Rồng B, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, cách hiện trường khoảng 10 km. Qua kiểm tra, cơ quan công an xác định số trang sức có trọng lượng hơn 80 chỉ vàng 18K và đã lập biên bản tạm giữ để xử lý theo quy định. Vụ cướp xảy ra vào thời điểm cuối năm, công an tỉnh Trà Vinh đã tập trung các lực lượng, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ địa phương khẩn trương điều tra, nhanh chóng làm rõ, bắt giữ thủ phạm trong đêm, được dư luận khen ngợi đánh giá cao trong công tác đảm bảo giữ vững trật tự an toàn xã hội. Cơ quan công an khuyến cáo, thời gian gần đây xảy ra một số vụ cướp do các đối tượng quen biết qua những hội nhóm vỡ nợ và rủ nhau làm liều trên mạng xã hội. Những hội nhóm tiêu cực trên mạng xã hội đã và đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ, mất an ninh trật tự, an toàn cho cộng đồng, gây ra những hệ lụy không nhỏ đối với xã hội. Thời điểm cuối năm, tình hình an ninh trật tự thường có nhiều diễn biến phức tạp. Tội phạm hay nhắm đến các mục tiêu ngân hàng, tiệm vàng, cơ sở kinh doanh. Các đối tượng thường lợi dụng thời điểm vắng khách, nhân viên và bảo vệ lơ là, mất cảnh giác để gây án. Vì vậy, các ngân hàng, tiệm vàng, cơ sở kinh doanh và người dân cần nâng cao cảnh giác trong việc bảo vệ tài sản và tính mạng. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an thực hiện nghiêm các khuyến cáo đã đưa ra. Lực lượng công an các cấp đã và đang tập trung cao độ phòng ngừa tội phạm cướp ngân hàng và tiệm vàng, cơ sở kinh doanh, đảm bảo giữ vững trật tự an toàn xã hội. Thưa quý vị và các bạn, đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.